Nice. Ăn hạt hướng dương mỗi ngày thì có tốt hay không? Cùng tìm hiểu Báo Xíu trong video ngày hôm nay. Trên tay Báo Xíu thì đang là một cái nắm hạt hướng dương. Mà bình thường mỗi khi các bạn gặp bạn bè này, hay là ngồi trà chanh đúng không, hay là ngồi uống ly trà đá, thì chắc chắn là không thể thiếu được hạt hướng dương rồi. Quá chuẩn luôn. Và đặc biệt là trong những ngày Tết thì hạt bí, hạt hướng dương thì không thể thiếu trên mỗi cái bàn ngồi chơi của chúng ta đúng không. Tiếp khách thì không thể top tét một vài hạt hướng dương, hạt bí thì tuyệt vời ngon. So good. Vậy thì trong hạt hướng dương này có cái lợi ích gì? Thì các bạn biết rằng hạt hướng dương được lấy từ cây của hoa hướng dương. Thì cái hạt này chính là cái bộ phận là để gieo lại cây mới. Thì người ta lấy cái hạt này về người ta ăn. Thì trong hạt hướng dương có rất nhiều thành phần hay các bạn chưa biết nhá. Mỗi 30g hạt hướng dương thì có 14g chất béo, tức là chiếm đến gần 50% chất béo. Nhưng chất béo ở đây đa số là chất béo không bão hòa, lên đến 11,9g chất béo không bão hòa, tức là chiếm khoảng 30% là các chất béo tốt. Nên là ăn hạt hướng dương thì sẽ cung cấp được nhiều chất béo tốt cho cơ thể. Thay vì cái lipid đến từ động vật như là mỡ lợn này hay là mỡ trong thịt bò thì nó vẫn là axit béo no, làm tăng chỉ số triglycerides. Nhưng mà hạt hướng dương khi mà rang thì thường là có thể bị cháy. Và hạt hướng dương mà để trong môi trường ẩm, khi mà rang ăn không hết ý, ta gói lại và sau đó hôm sau lại mở ra ăn, thì cái hạt hướng dương mà không được chế biến kỹ và không được bảo quản kỹ rất là dễ mốc. What? Thì cái chất là aflatoxin thường có trong các cái đồ mốc như là các cái hạt mốc này, ăn thì là nguy cơ hàng đầu ví dụ ung thư gan. Mà bây giờ có cái gan mà hỏng rồi thì sống làm sao được đúng không, khổ lắm. Thứ hai là những cái hạt nào mà rang bị cháy, bởi vì là nếu mà rang vào bếp lửa thì rất dễ cháy, còn sấy thì đỡ cháy hơn. Nếu mà hạt nào cháy thì các hạt cháy nó lại sinh ra một chất acrylamide, đây là một trong những chất gây ra ung thư. Như vậy để mà ăn hạt hướng dương mỗi ngày thì chắc là nó sẽ nghĩ rằng chẳng ăn được đâu. Thỉnh thoảng thì chúng ta có thể ngồi ăn đúng không, hay là đi chơi với bạn bè thôi, thì nó rất khó để là một đồ ăn thiết yếu hàng ngày. Thì video này lên để chia sẻ cho các bạn đó là hạt hướng dương có nhiều chất béo rất là tốt trong cơ thể, chúng ta cũng có thể một tuần ăn vài lần rất là tốt. Và thứ hai, nếu ăn thì tránh hạt mốc, tránh các hạt cháy. Và đi uống trà chanh hay là trà đá thì phải chọn chỗ nào sáng để vừa ăn vừa cắn, và mình mở ra mình kiểm tra xem là cái hạt để có cháy không. Hoặc là chúng ta có thể mua các loại hạt hướng dương mà thay vì người ta rang trực tiếp mà dễ cháy, thì sẽ là các cái sản phẩm bảo quản như thế này. Nó xíu không bán hàng nữa thì ví dụ thôi, khi được bảo quản và được xử lý thì nó sẽ hạn chế được các cái nguy cơ mà bị hạt mốc hay là hạt bị cháy. Và nếu như các bạn mà đang trong chế độ ăn giảm cân thì vẫn có thể ăn cái này rất là tốt. Các bạn mà bị nhiễm mỡ máu này hay là tăng huyết áp thì hạt hướng dương cũng là một thực phẩm rất là bổ ích cho chúng ta. Và mong rằng các bạn sẽ chọn được những cái loại hạt mà tốt hơn cho sức khỏe, vì hạt cực kỳ rẻ nhưng mà lại có rất nhiều bổ ích cho cơ thể. Và cùng xem tiếp các video sau để có sức khỏe tốt hơn của Báo Xíu. Xin chào các bạn. Có thể chúng ta sẽ không cần dùng omega 3 sau cái video này nữa. Wow. Điều gì xảy ra khi ăn hạt mắc ca mỗi ngày? Loại hạt có màu trắng trắng, ăn cực kỳ bùi, và đặc biệt ăn cùng cơm rang thì tuyệt cú mèo. Nhưng nó có lợi ích gì cho cơ thể chúng ta? Hạt mắc ca là hạt lấy từ cây của Maca Damia, xuất xứ từ Úc. Và trên tay Báo Xíu cũng là một sản phẩm hạt mắc ca từ Úc. Các bạn thấy rằng hạt được bọc trong cái túi đựng chân không như này để đảm bảo là oxy nó không còn ở trong này nữa, nên là cái tính bảo quản rất là cao. Nice. Và hộp này có siêu mu rất là xịn, là nó có hai túi như này, bởi vì trong một lần ăn thì rất khó để ăn hết. Nhưng có một cái hay phần cuối video sẽ tiết lộ tại sao ta đóng hai túi như này. Trong 100g hạt mắc ca thì có đến 76g chất béo, 11g đường và 8g protein, tức là thành phần chính của nó chính là chất béo. Ô, đã mập thì còn bắt người ta ăn chất béo. Hâm à, đừng bình tĩnh các bạn ạ. Trong 100g hạt mắc ca thì có đến là 1,06g omega 3. Bạn nào biết omega 3 rồi comment xuống. Omega 3 là axit béo thiết yếu cho cơ thể và các axit béo không no, mà nhiều bạn đang phải uống dầu cá rồi uống các cái dầu từ nhuyễn thể để bổ sung đúng không? Nhưng trong 100g hạt mắc ca đã có đến 1,06g omega 3 rồi. Wow, gần như đã đủ cho một ngày luôn. Nhưng mà ăn hết 100g hạt mắc ca thì chắc cũng khoai đấy, vì chất béo hấp thụ rất là lâu. Thì tại sao người ta lại đóng thành hai túi như này? Hai túi thì một túi này sẽ có là 50g. Như vậy 50g một ngày thì chúng ta ăn đã là khó hết rồi, một lần chắc được khoảng một nửa thôi. Thì nếu một ngày chúng ta ăn 50g hạt mắc ca thì sẽ cung cấp là khoảng hơn 500mg omega 3, gần như đủ với lượng nhu cầu hàng ngày. Đó là lý do tại sao mà người ta lại chia đôi cái túi này ra. Tuy nhiên thì trong cái hạt mắc ca này có omega 6 là 1,46g, thì tỷ lệ omega 6 cũng tương đối là cao, nên là
cũng rất là bổ ích. Tuy nhiên thì nếu như mà mình ăn quá nhiều omega 6 và omega 9 thì lại không tốt bằng omega 3. Nên tại sao những cái sản phẩm omega 3 được chiết xuất trong các cái dầu cá hay là trong các cái miễn thể nó vẫn có lợi ích hơn, bởi vì nó là đơn chất. Còn khi chúng ta bổ sung những loại hạt này, chúng ta lại bổ sung ngoài omega 3 còn 6 và 9 nữa. Nhưng đương nhiên cái thành phần trong này nó cũng không phải là dư thừa với cơ thể, nên cũng không có đáng lo ngại. Vậy tổng hợp lại, hạt maca này sẽ giúp ích cho ai? Mỡ máu này, tăng huyết áp này chúng ta dùng rất là ok. Nếu như mà chúng ta đang trong chế độ giảm cân thì vẫn có thể ăn hạt maca cực kỳ hay. Mụn nám có ăn được không? Cực kỳ tuyệt vời. Chế độ ăn chay thì khỏi phải bàn luôn. Nên trong video tới bác sĩ sẽ chia sẻ thêm các bạn để chúng ta ăn được đa dạng các loại hạt hơn, và đâu là hạt tốt nhất cho mỗi cái trường hợp thì các bạn cùng follow bác sĩ nhé. Và đừng mất follow để xem các video khác. Bye bye và xin chào. Cách để hạt maca cực kỳ nhanh. Hmm.